tôi xin gửi lời chào đến quý khán giả đang đến với chương trình Điểm tin của buổi sáng ngày thứ sáu, ngày cuối tháng của năm 2021, ngày 31 tháng 12. Và chúng tôi cũng xin gửi lời chào đến quý khán giả đang xem chương trình cũng như là quý khán giả của hai miền Nam Bắc Cali trên hệ thống băng tần VNTV 57.3, 16.10 và 26.9. Gửi lời chào đến chú Chu Tất Tiến. Xin chào ông Thảo, xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, bản tin đầu ngày hôm nay chúng tôi xin gửi đến một cái tin cũng rất là quan trọng của tình hình thế giới. Ngày hôm qua, tức là ngày thứ năm đó, là có một cuộc điện đàm giữa hai vị lãnh đạo hai cái cường quốc trên thế giới, đó là Biden của Hoa Kỳ và Putin của Nga. Thì hai người đã nói chuyện về những cái vấn đề mà an ninh, đặc biệt là cái vấn đề biên giới của Ukraine. Thì trong khi đó thì một số những cái người mà quan sát viên cho rằng là hai cái cuộc nói chuyện này, đây là cuộc nói chuyện lần thứ hai trong vòng một tháng á, thì sẽ đem lại một cái nền hòa bình ổn định tại Ukraine. Nhưng mà tuy nhiên thì lại có một vài cái thông tin hơi ngược đời. Cái thứ nhất đó là cách đây một tháng á, thì chính ông Bộ trưởng Quốc phòng của Ukraine nói rằng là Nga Xô đã đang xây dựng một lực lượng rất là lớn, khoảng cả hơn 100.000 người cho đến 130.000 người tại biên giới. Ngày hôm nay thì chính ông Bộ trưởng về An ninh của Ukraine lại nói rằng không có gì đâu, không có gì đáng ngại đâu. Chúng tôi không thấy có cái tình trạng nào mà tăng cường quân đội ở cái vùng biên giới này. Thì đây có thể là một phản ứng sợ hãi của ông Bộ trưởng An ninh, trong khi là ông Bộ trưởng Quốc phòng thì đang cầu cứu Hoa Kỳ để mà giúp đỡ Ukraine chống lại cái việc mà xâm lăng của Nga Xô. Thì chúng ta đã biết rằng là trong thời gian vừa qua đó, rất nhiều cuộc điện đàm nói chuyện qua lại thư từ của các quốc gia Âu Châu. Mặc dù là Ukraine không phải là một thành viên của NATO nhá, Ukraine không phải. Ukraine chỉ là sát rất của những nước có trong nằm trong liên minh NATO. Thế nhưng mà NATO rất là lo ngại, tại một khi mà Nga Xô mà xâm chiếm Ukraine thì có thể đánh lấn sang các quốc gia bên cạnh đó. Do đó thì có rất là nhiều những phản ứng mà không thuận lợi cho Nga Xô. Giờ là thì ngày hôm qua cuộc điện đàm của hai vị lãnh đạo đã đem lại một cái sự an ủi nào đó. Chúng tôi sẽ chưa có kết quả chính thức về những lời nói như thế nào, nhưng mà hai bên đều tỏ ra có thiện chí để chấm dứt những sự xung đột không có đáng. Dạ, và chúng tôi quay đến với bản tin của Trung Quốc, khi mà hiện tại thì Trung Quốc vẫn đã lên tiếng để mà cảnh cáo rằng là Hoa Kỳ sẽ phải trả một cái giá rất là đắt nếu nhưng mà vẫn lên tiếng bảo vệ hòn đảo Đài Loan này. Khi mà Bộ Ngoại giao của Trung Quốc cũng đây đã cho biết cái tin này. Và đây là một trong những cái lời đe dọa gọi là mới nhất của Bắc Kinh về đối với Washington về vấn đề của Đài Bắc. Thì chúng ta cũng thấy rằng là hiện tại mối quan hệ giữa Hoa Kỳ với là Trung Quốc cũng đã trở nên căng thẳng trong khá nhiều năm gần đây, do những cái vấn đề liên quan đến nhân quyền thương mại, về những cái lĩnh vực về kỹ thuật cao và cũng cả về vấn đề Đài Loan và coi như là vấn đề của Biển Đông nữa. Thì Trung Quốc luôn luôn lúc nào cũng khẳng định rằng là Đài Loan là một hòn đảo chỉ cần thống nhất và dùng vũ lực nếu như mà còn cần thiết. Nhưng mà hầu hết thì tất cả những cái nước ở trên thế giới đều công nhận Bắc Kinh thay vì là Đài Bắc. Và nhiều nước vẫn duy trì mối quan hệ bán chính thức với Đài Loan, để và cái điều này đã gây ra cho một cái sự bực bội đối với Trung Quốc nhiều hơn. Và theo như là ông Vương Nghị, thì là Ngoại trưởng của Trung Quốc, đã cho biết rằng là Hoa Kỳ cũng đã vi phạm những cái gì đã hứa hẹn khi mà thiết lập một cái vấn đề bang giao đối với phía Trung Quốc, cứ chấp nhận và khuyến khích cái vấn đề mà đòi độc lập ở Đài Loan và tìm cách để mà xói mòn chính sách chỉ có một Trung Quốc thôi. Và điều này không chỉ đưa Đài Loan sẽ trở thành một trong những cái nước sẽ gặp rất là nhiều nguy hiểm, nhưng cũng sẽ khiến cho Hoa Kỳ phải trả một cái giá mà khó chấp nhận được. Đó là lời của ông Vương Nghị, Ngoại trưởng, khi mà ông đã nói như vậy. Và vấn đề mà này đã được đưa ra rất rất là nhiều lần, khi mà chính phủ của Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng mời Đài Loan để tham dự, chứ không có mời Bắc Kinh về cái hội nghị thượng đỉnh dân chủ vào của đầu tháng này. Thì đây là một cái điều coi như là Trung Quốc nói rằng giống như một cái sự sỉ nhục đối với đất nước của họ, và họ không chấp nhận và chuyện đó. Và có một đạo luật gọi là Taiwan ACT cũng đã được Quốc hội của Hoa Kỳ thông qua chính thức để mà công nhận Bắc Kinh, khi mà chính phủ của Hoa Kỳ đã không công nhận sự độc lập của Đài Loan, nhưng mà trong đó vẫn hứa là sẽ giúp cho cái hòn đảo này sẽ bảo vệ được chính bản thân của họ.
và coi như là luôn luôn là coi như là giúp về những cái khí tài, khí lực về quân sự đối với hòn đảo này. Thì chúng tôi cũng sẽ theo dõi để cập nhật về cái vấn đề này, cũng đang là một cái điểm sốt đối với Trung Quốc và cả Hoa Kỳ. Thế vì một cái tin này mà chúng tôi mới nghe đó thì ngạc nhiên mà ủa sao Hoa Kỳ có cái chuyện kỳ cục vậy? Giống như chuyện diễu luôn, thế vậy đọc thấy là tức cười quá. Làm sao mà cái Quốc hội Hoa Kỳ cũng như là các ông giám đốc về thuế vụ lại có thể đặt ra một cái luật lệ thuế vụ một cách rất là kỳ cục, sao chắc chắn là quý vị nghe ai cũng bật ngửa người ra cười luôn á. Lý do là trong ngày 28, tức là cách đây 3 ngày tôi đọc cái tin này mà tôi không tin. Tôi đi kiểm soát lại tất cả các báo khác đều đúng y chang như vậy, thật sự như vậy. Một cái điều luật của IRS năm 2021 nói là xin đọc một cái xin dịch rất là thoáng cái câu là tất cả những income từ những cái hành động mà bất hợp pháp, chẳng hạn như là tiền từ của những cái đi mua bán mà drug bất hợp pháp, hoặc là những tiền mà ăn trộm đi bán đồ, ăn trộm đi bán, tất cả cái tiền lời của vấn đề ăn trộm đi bán đều phải khai báo cho được thuế để mà tính thuế. Thì tôi không hiểu là có một cái người nào mà đi ăn trộm đồ xong khai này, hôm nay tôi ăn trộm đồ của cái nhà kia, tôi bán được cái gì đó, tôi ăn trộm cái xe hơi, ăn trộm cái gì đó tôi bán được, tôi lời bao nhiêu, tôi xin khai ông thuế là tôi hôm nay tôi ăn trộm đó để xin ông tính thuế dùng. Thật sự là không có một người nào suy nghĩ là chuyện này có thể thực hiện được. Mới đầu thì đọc cái bản tin này kêu là fact or fiction, tức là thực tế hay là tưởng tượng. Nhưng mà thực sự đây là thực tế, thưa quý vị, một fact, tức là một cái sự kiện đàng hoàng á. Chứ không phải không thì không biết mấy cái ông IRS này là nghĩ làm sao mà có thể là làm cái luật này. Và chúng tôi quay lại với cái bản tin của Trung Quốc cho thấy rằng là hiện tại là Trung Quốc cũng đã lên tiếng phản đối Hoa Kỳ về cái vấn đề mà ra lệnh trừng phạt đối với 7 cái viên chức của họ. Và cái những cái phản ứng cũng như những cái hành động này, và Trung Quốc nói rằng là giống như là Hoa Kỳ can thiệp vào những cái công việc nội bộ của Trung Quốc. Thì người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là ông Triệu Lập Kiên, ông đưa ra cái phản ứng này khi mà chính phủ của Hoa Kỳ cũng đã áp những cái biện pháp trừng phạt đối với những cái người quan chức của Trung Quốc dựa trên cái vấn đề gọi là luật tự trị của Hồng Kông. Thì ông nói rằng là dựa trên cái gọi là cảnh báo về thương nghiệp Hồng Kông thì Hoa Kỳ cũng đã công bố những cái biện pháp mạnh phạt đối với 7 quan chức của Trung Quốc, trong đó có 5 phó chủ nhiệm văn phòng liên lạc của Hồng Kông vào tháng 7 của năm 2021. Và dựa trên cái luật này thì Trung Quốc cũng đã thực hiện cái vấn đề trả đũa ngược đối với lại 5 quan chức của Hoa Kỳ có liên quan, trong đó là có cựu Bộ trưởng Thương mại, Chủ tịch Ủy ban về Kinh tế và An ninh Hoa Kỳ và Trung Quốc. Và những cái biện pháp mà để trả đũa như là cấm nhập cảnh, đóng băng tài sản của những người này tại Trung Quốc và cấm công dân cũng như là tổ chức cùng Trung Quốc có những cái giao dịch đối với những cái quan chức này. Thì ngoài ra thì theo như ông Triệu Lộc Kiên, ông cũng cho biết rằng là những cái biện pháp để nhằm đối phó của Trung Quốc đối với những cái lệnh trừng phạt, đây là một trong những cái hành động mà Hoa Kỳ đã vi phạm có liên quan đến cái vấn đề Hồng Kông nhưng mà vẫn có hiệu lực đối với Trung Quốc. Thì người phát ngôn viên Triệu Lập Kiên cũng đã nói rằng là những cái hoạt động này của Hoa Kỳ chẳng qua là chỉ là một trong những cái nỗ lực chính trị để mà nhằm kềm chế Trung Quốc và nhắm vào cái vấn đề mà nhân quyền tại Hồng Kông là không đúng và đang làm suy yếu về cái sự thịnh vượng ổn định tại cái đặc khu của Hồng Kông này. Và hiện tại thì Trung Quốc cũng đã lên tiếng kêu gọi là Hoa Kỳ nên gỡ bỏ cái lệnh trừng phạt đối với những cái quan chức Trung Quốc cũng như là ngừng can thiệp về vấn đề Hồng Kông và nội bộ của Trung Quốc. Thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật cho quý vị. Thưa quý vị, lại một cái tin mà làm cho người ta lo ngại, tại vì có một người đàn ông ở California lái xe đến tòa ốc định để giết các nhà lãnh đạo. Nhưng mà may mắn sao là ông ta bị bắt dọc đường ở Iowa vì ông ta lái xe không có ngay thẳng. Khi cảnh sát khám xét xe thì thấy một cái súng AK-15, AR-15 và nhiều băng đạn, áo giáp và cũng như là một số dụng cụ y tế, đồng thời với lại có cái bản đồ của đường đi tới tòa Bạch Ốc nữa. Thì khi mà cảnh sát bắt giữ anh ta hỏi cái lý do tại sao anh ta lại mang súng đạn đi, anh ta cho biết là những kẻ anh ta định giết đó gồm có Tổng thống Biden, Fauci, cựu Tổng thống Barack Obama và người sáng lập Facebook là Mark Zuckerberg.
Anh ta để cái bản đồ, cái map Google ở trong cái phone của anh ta để cho đường cho tòa Bạch Ốc. Và anh ta nói rằng là nếu mà bắt anh ta vậy thả anh ta ra, thì sau khi thả anh ta ra là anh tiếp tục lại thực hiện cái âm cái mưu định của anh ta là phải giết tất cả những người lãnh đạo ở trên tòa Bạch Ốc như là anh ta đã vừa kể. Thì cái điều này là chắc chắn là anh ta sẽ vào nhà thương điên thôi, chứ không thể nào mà cho anh ta ra ngoài và nhà thương điên. Vào nhà thương điên thì nếu điên vừa thì sẽ biến thành điên thật, thưa quý vị. Vì trong nhà thương điên là khi mà gặp những người điên khác thì tất cả những cái lý luận sẽ bị đảo ngược hết, và còn lâu dần cũng bị ảnh hưởng và biến thành một người điên thật luôn. Thì đó là một cái điều mà cả giới chức trách đang dự định làm. Đưa người ra tòa thì cũng có thể đưa ra tòa với tội bình thường, nhưng mà không có một người nào bình thường mà có thể có ý định như vậy mà lại nói bô bô với lại cảnh sát, với lại mít an ninh, thì chắc chắn anh ta có vấn đề tâm thần. Thì, và chúng tôi nghĩ là anh ta sẽ bị đưa vào nhiều bệnh viện tâm thần để điều trị. Dạ, và đây là một cái bản tin cho thấy rằng là một cái mũi tăng cường của Johnson & Johnson nói rằng là sẽ chống Omicron rất là hiệu quả tại đất nước Nam Phi này. Khi mà một cái kết quả mà nghiên cứu đã thực hiện trong tất cả những cái giới nhân viên của y tế Nam Phi, mà chúng ta cũng đã thấy rằng là đã bùng phát cái dịch Omicron tại đất nước này đầu tiên và sau đó lan rộng ra toàn cầu, thì cho thấy rằng là cái mũi vaccine mà Johnson & Johnson có rất hiệu quả để chống lại cái biến thể Omicron. Thì cái kết quả sơ khởi của cuộc nghiên cứu này có tên là Season-K vẫn hiện tại đang được những cái chuyên gia y tế độc lập đang xét duyệt lại, và cho thấy rằng những người mà đã chích một cái mũi vaccine của J&J bình thường thôi, và khi mà chích thêm cái mũi tăng cường thì giúp gia tăng cái mức độ bảo vệ, cái sức đề kháng, không phải mắc nhiễm những cái bệnh trầm trọng, mà quan trọng là không phải vào bệnh viện, từ 63% lên đến được tới 85%. Đây là trong những cái kết quả nghiên cứu tại đất nước này. Và cái cuộc này, nghiên cứu này đã do Hội đồng Y khoa của Nam Phi với tiến hành trên khoảng 69.000 nhân viên y tế với những cái nhóm người dân khác của Nam Phi, nhưng không có được chích ngừa. Thì cái cuộc nghiên cứu đã được diễn ra từ tháng 11, tháng 12 vừa rồi. Và những người tham dự khi mà cái đợt bùng phát vừa rồi, dịch mới nhất trong cái quốc gia này, thì giúp cho những cái nhà nghiên cứu lúc đó có đủ cái cơ sở dữ liệu để mà có thể thẩm định về cái loại vaccine Johnson & Johnson này để mà có thể chống lại cái biến thể, đặc biệt là cái Omicron. Và những cái giới chức của cái cuộc nghiên cứu cho biết rằng đây là một trong những cái nghiên cứu mới mà cho thấy về hiệu quả về cái mũi tăng cường của Johnson & Johnson chế tạo, được chích từ 6 cho tới 9 tháng sau khi đã được chích mũi đầu tiên. Và theo như cơ quan quản trị về thực phẩm và dược phẩm FDA của Hoa Kỳ cũng đã cho chuẩn thuận về cái mũi tiêm này của Johnson & Johnson vào tháng 10. Và nhưng mà đầu tháng này thì Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh của Hoa Kỳ CDC là nói rằng là người dân nên ưu tiên để chích cái Pfizer, BioNTech và Moderna, hoặc là có những cái vấn đề mà lo ngại về máu đông gọi là blood clot, và mặc dù là rất là hiếm xảy ra tính theo cái phần trăm trên cái xác suất mà cái số người đã được chích. Thì cái sự việc này vẫn còn đang trong cái quá trình nghiên cứu và những nhà y tế vẫn còn đang xem xét lại cái kết quả thử nghiệm tại Nam Phi như thế nào. Thì chúng tôi sẽ theo dõi và cập nhật cho quý vị. Và tới đây thì chúng tôi cũng xin kính mời quý khán giả hay dự hệ thống phân tần VNTV đến với một vài cơ sở thương mại để bảo trợ cho chương trình. Chúng tôi sẽ quay trở lại phần điểm tin. Xin cảm ơn.